Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng động đêm về của Đại Kỷ Nguyên, phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Đại Kỷ Nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Người đến tuổi trung niên vẫn trẻ trung tươi đẹp. Bí quyết là ở chỗ này. Người đến tuổi trung niên mà biểu hiện rất trẻ trung và tươi đẹp nhất định là người đơn thuần thiện lương. Đây là hình ảnh của tu dưỡng cái tâm và hành vi trong một thời gian dài hiện lên trên khuôn mặt. Vì vậy tướng mạo cũng dự đoán được vận mệnh tương lai của con người. Trong tướng mệnh học có câu tướng do tâm sinh, có nghĩa là diện mạo dáng vẻ bề ngoài luôn chịu ảnh hưởng của các nhân tố tư tưởng tâm hồn. Nói cách khác, tư tưởng tình cảm tâm hồn cũng như ý chí của con người tất yếu sẽ biểu hiện ra dung mạo dáng vẻ bề ngoài. Thế giới tinh thần của một cá nhân tuy là ở bên trong, không thể nhìn thấy, nhưng thực tế có thể cho người khác cảm thụ trực quan ở vẻ bề ngoài. Từ số chết đói thành tể tướng, tướng mặt hoàn toàn có thể thay đổi được. Tướng do tâm sinh có nguồn gốc đến từ một điển cố. Bùi Độ đời Đường thuở thiếu thời nghèo khó, tinh thần ủy mị xa sút. Một hôm trên đường gặp cao nhân Nhất Hạnh. Cao nhân xem tướng mặt Bùi Độ, phát hiện ra đường vân dọc ở khóe miệng Bùi Độ kéo dài chui vào miệng, e rằng có họa chết đói. Vì vậy ông khuyên Bùi Độ cần phải nỗ lực tu thiện. Bùi Độ thực hiện như lời dạy. Sau này lại gặp lại cao nhân Nhất Hạnh. Cao nhân thấy ánh mắt Bùi Độ trong sáng, tướng mặt đã thay đổi hoàn toàn. Ông bảo Bùi Độ sau này nhất định có thể hiển quý làm tể tướng. Theo đại sư thì tướng mặt của Bùi Độ đã có thay đổi khác biệt như thế này là do ông đã không ngừng tu thiện, trừ bỏ cái xấu, cái ác, chăm chỉ cày cuốc ruộng tâm nên tướng tùy tâm chuyển. Bùi Độ đã làm nhiều việc thiện nên tướng mặt đã thay đổi hoàn toàn. Một trong những việc đó là câu chuyện Bùi Độ đi vãn cảnh chùa nhặt được một hòn ngọc. Ông đã kiên trì đứng đợi ở đó mãi cho đến khi cô gái mất vòng ngọc quay lại tìm. Ông trả lại cho cô mà không nhận báo đáp, cũng không cho cô biết tên tuổi. Nhờ vòng ngọc đó mà cô đã cứu được người cha thoát chết do bị tội oan đang chờ xử trảm. Sau này quả nhiên Bùi Độ làm quan đến chức tể tướng. Bí quyết đến tuổi trung niên vẫn trẻ trung tươi đẹp. Trong cuộc sống hiện thực, con người sau khi đến tuổi trung niên thì sẽ hiển hiện ra diện mạo chịu ảnh hưởng của tính cách và phẩm cách. Người khoan hậu đa phần có gương mặt phúc tướng. Người tính tình ôn nhu thì tướng mặt hiền hòa thiện lương. Người tính tình thô bạo thì tướng mặt hung dữ. Người tâm bất chính mưu mô hại người thì ăn không ngon ngủ không yên, cơ thể yếu nhược nhiều bệnh. Người lòng dạ hẹp hòi đa phần miệng nhọn má hóp, lông mày trao lại. Người đến tuổi trung niên mà biểu hiện ra rất trẻ trung và tươi đẹp nhất định là người đơn thuần thiện lương. Đây là hình ảnh của tu dưỡng cái tâm và hành vi trong một thời gian dài hiện lên trên khuôn mặt. Vì vậy tướng mạo cũng dự đoán được vận mệnh tương lai của con người. Người có lòng từ thiện, tâm tình nhân ái thường từ trong ra ngoài toát ra ánh sáng, khiến người ta càng ngắm càng thấy vừa mắt và thích giao lưu tiếp xúc với họ, có sức hấp dẫn và thân thiết hòa ái, khiến từ người già đến trẻ em đều yêu thích họ. Tướng mặt tốt hay xấu là tương ứng với tâm hồn thiện hay ác. Tâm quyết định tính gọi là tâm tính, tính quyết định mệnh gọi là tính mệnh, mệnh quyết định vận gọi là mệnh vận, và chúng ta quen nói đảo lại là vận mệnh. Vận quyết định khí gọi là vận khí, khí quyết định sắc gọi là khí sắc, sắc quyết định tướng gọi là sắc tướng. Tướng còn gọi là tướng mạo, là từng bước dần dần thay đổi. Phúc báo nào cũng đều có nguyên nhân tất nhiên của nó. Người tu hành chân chính thì rất bình dị, gần gũi với mọi người, rất thân thiết và ôn hòa, ấm áp, hơn nữa còn thuần tịnh ngây thơ như trẻ sơ sinh, nội tâm không có vướng ngại. Trẻ em sở dĩ có nguyên khí sung mãn, thận tinh đầy đủ thì quan trọng nhất
là bởi các bé hàng ngày đều sống vui vẻ, thoải mái, không lo toan, không nghĩ ngợi. Các bé cũng coi mỗi sự tình đều là điều mới mẻ, vui thích chơi đùa, không để ý đến lợi ích được mất, cũng không để ý đến ngày mai, ngày kia ra sao. Khi hoàn toàn buông bỏ lo nghĩ chướng ngại trong tâm, thì bạn sẽ cảm thấy năng lượng đang hội tụ vào trong thân thể, cơ thể được bổ sung và điều chỉnh nhanh chóng, rất nhiều bệnh tật dai dẳng không chữa mà tự khỏi. Nếu sau 35 tuổi vẫn còn có người thực sự khen bạn xinh đẹp, thì nhất định đó là phúc tinh của bạn. Một lần Tổng thống Lincoln phỏng vấn một nhân viên, anh này rất tài năng, nhưng sau đó ông không chọn ứng viên này. Các cố vấn hỏi ông nguyên nhân, ông nói, tôi không thích tướng mạo của cậu ta. Các cố vấn không hiểu nổi, lại hỏi, lẽ nào một người bẩm sinh tướng mạo không đẹp lại là lỗi của anh ta sao? Lincoln trả lời rằng, diện mạo của một người trước 35 tuổi là do cha mẹ quyết định, nhưng tướng mạo của họ từ 35 tuổi trở đi thì do họ quyết định. Mỗi một người đều phải chịu trách nhiệm về tướng mạo của mình sau tuổi 35. Thời kỳ tuổi thơ và thanh niên, đặc trưng tướng mạo có liên quan đến các nhân tố di truyền từ cha mẹ. Nửa đời về sau, con người phần lớn sống dưới sự ảnh hưởng của nửa đời trước. Từ tầng diện tâm lý học mà nói, tướng mạo mỗi người đều tương ứng với trạng thái thân thể và tâm lý tương ứng. Ví dụ, một người thân thể khỏe mạnh, thân tâm vui vẻ, thì thông thường trong tướng học đều biểu hiện thiên đình, trán đầy đặn, gương mặt hồng hào rạng rỡ ánh sáng, thần thái sáng ngời. Ngược lại, nếu một người có thân thể có bệnh hoặc ưu sầu khổ não, thì thông thường mặt mày ủ rũ u ám, hai lông mày trao lại. Đại đa phần họ có những chuyện không vừa ý thuận lòng. Tâm mắt chính là cảnh giới của tâm và tướng mặt chính là tướng tâm. Thế nên cần ghi nhớ điều quan trọng này. Sau tuổi 40, nội tâm quyết định tướng mạo của bạn.